Em Tuấn lại tiếp tục khui hàng cho các bác đấy. Trong hai ngày hôm qua kia các bác thông cảm, nhà có việc rượu chè vào nên nó say mệt quá. Nhiều bác gọi không gọi được thì các bác nhắn tin, chút nữa em sẽ trả lời tin nhắn lần lượt. Mong bác thông cảm. Hôm nay thì cũng không bóc được nhiều đâu, em cứ bóc lần lượt, bóc đến đôi em báo lên đấy cho các bác thôi. Chứ không bóc một loạt không bóc được. Bóc lần cho các bác được. Đấy. Đầu tiên đó là hai đôi loa Kenwood. Kenwood KL777A, 3 số 7 đấy, 777A. Được thiết kế với một bát 40. Hai chung 3 tép. Được chưa? Mỗi một thùng là 6 loa. 1 2 3 4 5 6 loa. Hai tép giấy, hai tép còi. Thì em quay đôi loa Kenwood này. Kenwood KL77A này có mức giá là 11.900. Hàng rất là đẹp, cái căng cũng cực kỳ đẹp đấy, cái căng em để bên ngoài này. Đấy. Bãi như là rất đẹp rồi. 11.900. Các bác cứ đi tham khảo giá thoải mái, sau đó quay về với em. Không có sao cả. Sang đến đây, đó là đôi loa Wattfather VK60D. Bác chú ý hộ em là VK60D. Con này bát 30, một chung một tép. Có clip khui hàng rồi, bác là cần chi tiết em gửi clip khui hàng cho. Có mức giá 8.900. Chút nữa em giới thiệu chi tiết xong em báo luôn. Và cuối cùng đó là đôi loa LODHS40F có mức giá 3.900. 3.900. Thì bây giờ vào chi tiết luôn ạ. Đôi LODHS40F này được thiết kế với một bát 25 này. Hắt cạn luôn, rất là đẹp luôn. Dòng này ít có bát kiểu này lắm ạ. Rất là độc đáo. Lỗ thông hơi phía trước rất là đấy. Có hai tinh chỉnh cho giải tép và giải chung. Các bác có thể chỉnh trực tiếp trên loa, giải bát để tung chung hoặc là trên âm ly. Con này mức giá 3.900 đấy, ghi đấy. Kích thước chiều ngang của thùng 30, chiều sâu của thùng cũng 30 và chiều cao thế này, 1, 2, 3, chiều cao 60. Con này là 200W đôi loa này, 200W đôi loa này, hàng của Nhật, made in Japan. Đấy, 3.900. Sang đến đôi loa Godfather VK8, VK60D. Kích thước ngang thùng nó tầm khoảng độ 35, 36, chiều sâu 30, phải tầm 32, không phải 30, 32, 33, chiều cao 60 ạ. Chiều cao 62. Đấy. Về phía sau con này là 8.900. Xem là thùng vách ok này, đẹp. À đây. Thùng vách có cớn một tí góc. Đây các bác nhìn nhé. Cái góc này chắc là do bê chuyển đấy. Nghiêng góc cái là nó bị móp vào đây. Còn tất cả từ nửa, ra nửa vào trong này không có ảnh hưởng gì. Tóm lại cái này thì các bác làm xử lý đơn giản. Nó bị góc như này nhé, giảm cho bác 89 nè. Giảm cho bác 1 triệu luôn này. Còn 79 nhé. 79 luôn này. Chưa? Bác đi tham khảo đi. Wattfather này. VK60D. Bác đi tham khảo thoải mái đi. Em báo các bác là cái góc này các bác cũng chả phải chỉnh cái gì cả, nó chả ảnh hưởng gì chất âm đâu. Nó tóm lại nhưng mà khi em quay loa em thấy đây bị cớn đây nhá các bác nhá. Nhìn này, cớn một tí góc này. Nó gọi là tí mà vỏ thôi. 1 2 ly thôi. Chứ nó không ảnh hưởng gì vào bên trong giữa thân vỏ cái gì cả, không ảnh hưởng gì cả. Tóm lại các bác nào chả cần phải chỉnh, không về mà dùng được. Nhưng nó bị như thế là báo thế. Giảm 1 triệu còn 79. Được chưa? VK60D. Đây. Wattfather này. VK60D này. Con dưới cũng này. VK60D. Sang đến là con Kenwood KL777A. Con này có tổng công suất là 220W nhá, đôi loa này. Đôi loa này 220W. Đây củ loa em khui này. Bốn con này giống hệt nhau thì em chỉ cần khui một con cho các bác nhìn. Hàng bên em thì em mua theo kiểu chọn này các bạn. Nhá. Không có lý do gì là không đẹp. Được chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Phân tần phê chưa? Chỉ có mê và phê thôi. Còn zin đét luôn ạ. Zin từ con ốc lẫn từ cái sợi dây luôn. Các bạn nhìn đây, củ loa đấy. Nhìn chưa? Kenwood Chio nó... Kenwood với Chio nó là hợp hợp một thương hiệu rồi. Nên nhiều bác lại bảo tại sao ngoài Kenwood trong Chio. Nút Michio nó sát nhập thành một rồi. Củ loa đẹp chưa?
bát 40 này, em còi này. Nói chung hàng của em đẹp lắm, hàng như này thì quá đẹp rồi các bạn, không phải nói nữa, không phải giới thiệu quảng cáo nhiều. Ôi, kích thước chiều ngang của thùng nó tầm 42 42, chiều sâu 30 tầm 28, chiều cao 1 2 3, chiều cao tầm 62. Chiều cao về nhá.